Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Bài học tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái công cụ nữa để giúp các anh chị có thể tiếp cận với khách hàng với cái chi phí rất là thấp hoặc là miễn phí. Đó chính là các cái kênh, là các cái trang diễn đàn hoặc là các trang giao vặt. Thì hiện nay ở trên thị trường có rất nhiều các cái trang diễn đàn hoặc là các trang giao vặt dành cho các cái đối tượng khác nhau. Ví dụ như là diễn đàn dành cho các mẹ và bé, thì có web trẻ thơ, có làm cha mẹ, vân vân, đúng không ạ? Diễn đàn dành cho xe hơi thì có ô tô Fun, ô tô Sài Gòn, hội lái xe, vân vân, đúng không ạ? Hay là diễn đàn dành cho công nghệ thì có Tinh tế, Nhật tả, kiểu kiểu như vậy. Những cái trang tin, những cái trang diễn đàn rất là nhiều. Hoặc là những cái trang giao vặt như là 5 giây rồi thì những cái trang giao vặt của các cái trang việc làm, của các trang tin tức cũng rất là nhiều. Ok, như vậy là số lượng trang ở trên diễn đàn cũng như là các cái trang giao vặt rất là nhiều. Các bạn chỉ cần lập cho tôi một cái danh sách khoảng độ một số cái trang cơ bản, và chúng ta sẽ thấy là đấy là cái trang chủ đạo trong cái sản phẩm của chúng ta. Bán hàng trên diễn đàn hoặc là trang giao vặt có bán được không? Câu trả lời của tôi là có. Với nhiều lĩnh vực bán tốt. Tôi lấy thí dụ như là tôi xài MacBook và tôi xài iPhone, thì tôi sẽ gặp phải vấn đề đấy là tôi sẽ phải đi mua cáp, cáp nối, cáp chuyển đổi. Hoặc là tôi sẽ thường xuyên bị đứt cái đầu sạc vì cái MacBook nó bị như vậy. Thế thì tôi sẽ tìm Google là cáp chuyển đổi. Thì khi tôi tìm cái thông tin như vậy, nó sẽ ra một cái trang giao vặt của một cái diễn đàn và của một cái người bán hàng chuyên bán những cái loại cáp như vậy. Họ không có đủ tiền hoặc là họ không muốn đưa lên trên website, đúng không ạ? Tôi không biết là lý do vì sao, nhưng họ lựa chọn đưa lên diễn đàn. Và tôi tìm thấy cái diễn đàn đó, trong đó có đầy đủ thông tin, hình ảnh, sản phẩm, mô tả, tên người bán, số điện thoại, cách thức mua, họ có đầy đủ hết. Một loạt các loại cáp, họ nó bán tất cả các loại cáp. Sau đó tôi lướt, tôi đọc, tôi thấy rất là tin cậy, thông tin khá là đầy đủ, chính xác. Tôi bốc điện thoại lên tôi gọi, và 30 phút đến 1 tiếng sau, tôi nhận được cái cáp đó với giá vài trăm nghìn. Như vậy, đấy chính là cách chúng ta bán hàng, cũng tự động, cũng đơn hàng thụ động, cũng là chi phí rất là hợp lý, thậm chí là rất là rẻ, đấy chưa ạ? Vâng, đấy tất nhiên đấy là lý thuyết, còn bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải mở nick trên diễn đàn, tạo tài khoản, chúng ta sẽ phải viết bài trên diễn đàn đó, đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ phải sell cho trên diễn đàn, để làm sao khi người ta tìm trên Google thấy được bài của chúng ta, thấy được đến cái topic đó thì chúng ta mới bán được hàng. Chúng ta có thể làm gì trên các diễn đàn và trang giao vặt này? Chúng ta tìm khách hàng ở trên đó. Ví dụ như là họ, một cái số khách hàng người ta có cái nhu cầu, người ta hỏi han, người ta hỏi đáp cái gì đó, chúng ta lên trả lời. Và đó chính là khách hàng tiềm năng trong tương lai của chúng ta. Chúng ta có thể tìm được như vậy, chúng ta xây dựng uy tín, một cái thành viên tích cực, một cái thành viên uy tín, một cái thành viên chất lượng ở trên cái diễn đàn đó, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể inbox vào các cái nick diễn đàn đấy. Chúng ta có thể tạo ra các bài viết đăng ở trên đó để tăng được cái lượt theo dõi, tăng được cái lượt truy cập, và từ đó chúng ta điều hướng từ diễn đàn hoặc trang giao vặt sang website của chúng ta, hoặc là sang Facebook, hoặc là lấy số điện thoại. Anyway, bất kể cách nào chúng ta có thể làm được đó. Ví dụ như là một người mà bán đồ mẹ bé thì có thể lên diễn đàn web trẻ thơ, hoặc là những cái trang, những cái chuyên mục mà web trẻ thơ cho giao vặt, hoặc là viết những cái bài viết, những cái topic lên trên đó để tung hứng, đúng không ạ? Thì cái cách như thế này ngày xưa ấy, rất là hiệu quả. Người ta hay gọi đó là forum seeding, tức là nuôi dưỡng những cái bài viết ở trên các diễn đàn. Thì ở đây thì tôi thấy rằng là so với ngày xưa thì diễn đàn và các trang giao vặt hiện nay thì kém hơn ngày xưa rất nhiều, bởi vì chúng ta tập trung vào Facebook, chúng ta tập trung vào web, chúng ta tập trung vào sale và email nhiều, và Zalo nữa. Còn diễn đàn và trang giao vặt thì đã kém hơn. Tuy nhiên với ví dụ như bất động sản thì tôi nghĩ rất nhiều cái web về bất động sản là một cái kênh giao vặt rất tốt, là một cái kênh bán hàng rất tốt. Ví dụ như là các bạn có nhà cho thuê, đúng không ạ? Các bạn đưa lên bất động sản.com.vn hoặc là rất nhiều cái trang tương tự như thế. Các bạn sẽ tìm được người thuê, các bạn sẽ tìm được người bán, các bạn sẽ tìm được người mua. Đấy, và cái đội môi giới bất động sản cũng đưa trên này rất là nhiều. Môi giới cho thuê, mua, bán, sang nhượng, vân vân. Tôi thấy rất hiệu quả.
và mình chỉ việc trả phí cho mỗi một lần đăng tin để lên top mất mấy nghìn, mấy chục nghìn gì đó, có đúng không ạ? Thì chúng ta hãy có danh sách những cái trang như thế này chúng ta đăng, hoặc là tôi vào vnexpress.net thì vẫn thấy có những cái mục giao vặt, kể cả những cái bất động sản lớn người ta cũng giao trên đó. Tôi không nói về góc độ hiệu quả nhé, thì tôi biết là hiệu quả nó thấp, thế nhưng mà đấy là một kênh để các bạn có thể tham gia, các bạn giao bài, đăng bài giao vặt ở trên đó, sell hoặc là trả lời tương tác, hoặc là tổ chức offline đối với cái diễn đàn đó để tạo cái sân chơi cho mọi người, mà mình sẽ có giá trị và thương hiệu rất là tốt. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng, như vậy kênh diễn đàn và kênh giao vặt, các cái trang giao vặt ở trên mạng cũng là một kênh tốt để các bạn có thể làm. Đây là một kênh mà tôi đánh giá là không được hiệu quả lắm, nhưng mà chi phí rất là thấp hoặc là miễn phí, thì một người làm sale như các bạn cũng có thể sử dụng cái kênh này bằng cách như tôi nói: một, có danh sách các cái trang chuyên môn của lĩnh vực mình; hai, tạo các nick ở trên đó; ba, chúng ta thường xuyên vào trò chuyện, tìm kiếm khách hàng, tung hứng làm sale và nâng cao cái uy tín của bản thân. Đấy. Thứ tư là chúng ta có thể là sẽ bán hàng trực tiếp nếu mà chúng ta có thể tài trợ những cái tin VIP, những cái tin giao vặt, đặc biệt là trong lĩnh vực sang nhượng cửa hàng hay là bất động sản hay là cho thuê, tôi thấy rất hiệu quả. Vâng, một lần nữa cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái bài học này, một bài học ngắn đơn giản hướng dẫn các anh chị cách làm. Và nếu mà chi tiết hơn, các anh chị sẽ cần phải tự mày mò một chút. Và xin cảm ơn các anh chị rất nhiều, và xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.